để cái app nó có thể đến tay được nhiều người dùng hơn, có cái tác động tốt hơn và được đón nhận nhiều hơn nữa, thì tôi cho rằng cái việc bổ sung cái nguồn dữ liệu cho ứng dụng này là cần thiết. Chính vì thế cho nên là tôi rất hoan nghênh các bạn sinh viên trường Đại học Hoa Sen, đặc biệt đó là lực lượng sinh viên tình nguyện ngay trong đợt chiến dịch mùa hè xanh năm 2019 này, đó là cùng tham gia với lại tổ chức DRD xuống các cái địa phương, kết hợp với lại các cơ sở giáo dục để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các bạn trẻ khác cập nhật dữ liệu cho DMAP. Thì trong thời gian tới á, thì đoàn trường sẽ có tổ chức ra một nhóm đại sứ. Đoàn trường sẽ cho nhóm đại sứ này triển khai cho tới các bạn sinh viên Hoa Sen trong cái chiến dịch mùa hè xanh. Và một trong những hoạt động chính của chiến dịch mùa hè xanh năm 2018 là các bạn sinh viên, các bạn chiến sĩ mùa hè xanh sẽ cập nhật các cái địa điểm giúp cho người khuyết tật. Thứ hai là trong quá trình thực hiện thì nhóm đại sứ sẽ là những người đi đến các trường đại học để triển khai các cái app của mình đến các bạn sinh viên của các trường khác, để làm sao cho cái app của mình sẽ lan rộng hơn và cái vị trí của mình, địa điểm của mình được phong phú hơn, giúp cho người khuyết tật cập nhật tốt hơn và phong phú hơn các địa điểm mà người khuyết tật cần. Và một trong những hoạt động tiếp theo mà đoàn trường nghĩ là cần thiết đó là tiếp cận với lực lượng học sinh cấp 3. Đó là một trong những lực lượng khá đông của thành phố Hồ Chí Minh và sẽ tiếp cận tại các trường trung học phổ thông, cũng như là có thể kết hợp với lại chương trình Hoa Phượng Đỏ cùng với thành đoàn để thực hiện các hoạt động tiếp theo trong cái chiến dịch tình nguyện hè năm 2019 năm nay.